Vâng, xin chào. Này là mình xin chia sẻ thêm là về cái backup tài khoản nick Facebook ha. Thì ở đây là một cái nick mà chúng ta đăng nhập mới vào đây này, là đương nhiên là cái nick này sẽ chưa có backup. Đấy, thì những backup ở đây là nó sẽ backup như sau. Thứ nhất là về ngày sinh này. Thứ hai ở đây là về những cái thông tin bạn bè. Ba là comment này. Nhằm mục đích ở đây là khi mà chúng ta mua một nick Facebook hoặc là chính nick Facebook của chúng ta đi, thì khi mà bạn backup rồi thì chúng ta sẽ hạn chế bị xác minh danh tính, xác minh trình duyệt ha. Và chúng ta khi mà chúng ta đã có backup rồi, chúng ta mở cực kỳ dễ dàng. Thì ở đây là chúng ta phải sử dụng cái tool này, gọi là tool Fluent ha. Đây. Bạn nào chưa có thì tự Google tải về. Đây. Hoặc không thì liên hệ mình hỗ trợ nhé. Đây. Sau khi mà vào được cái tool Fluent rồi nhé, thì chúng ta tải cái Fluent cookie về. Ok nhỉ? Đấy, upload cookie. Thì đây, chúng ta bấm vào ngay phần đầu tiên này. Đấy. Và chúng ta đây này, bước 1 là tải Stone về này. Đấy, tải về này. Đấy. Sau khi nó tải về xong ấy, chúng ta giải nén ra. Đấy, do mình có rồi này. Đấy, giải nén ra thì được một cái tool đấy là get cookie upload này. Sau khi nó giải nén ra này thì được cái tool này, get cookie upload này. Thì ở đây ấy là mình sẽ mở đây này, bấm một cái dấu ba chấm này, chúng ta bấm vào công cụ khác này, chúng ta bấm vào tiện ích mở rộng này. Đấy. Và đây này, các bạn để ý nhé, chúng ta mở cái nút màu xám này lên. Đấy, mở lên và bắt đầu với là tiện ích giải nén. Đấy, bắt đầu chúng ta kiếm cái đường dẫn của cái get cookie upload này, chọn cặp. Đấy. Thì sau khi mà giải nén và đẩy vào xong thì cái cookie này nó hiện ra này. Ok chưa? Đấy. Và bây giờ chúng ta tiến hành cái việc ở đây là chúng ta mở cái upload ra. Đấy. Xong lấy xong này, sau bấm sao chép. Và chúng ta mở phần mềm. Đấy. Dán nó vào đây này, dán cookie nó vào đây này. Đấy. Login vào, login đăng nhập này. Đấy, thì đến đây thôi. Ở đây là các bạn kích vào nút bạn bè này này. Đấy. Và để im cho nó backup. Đây, đây này, các bạn nhìn nhé, nó đang backup này. Đó. Các bạn đợi tầm khoảng 1 phút đến 2 phút, tùy vào cái số lượng bạn bè mình đang có. Số lượng bạn bè mình nhiều thì cái lượng backup nó càng lớn, nó càng lâu ha. Đấy, sau khi nó backup xong, nó đã báo ok, thì bây giờ mình mở cái PC này. Đấy. Và chúng ta mở lại cái phần vào cái mục tài liệu này. Chúng ta vào cái mục upload này. Đấy, và chúng ta check lại là phần backup checkpoint này. Đấy, và chúng ta xem ấy là cái nick chúng ta backup là nick gì. Đây, Nguyễn Văn Bài đây. Ok nhỉ, Nguyễn Văn Bài này. Đấy. Chúng ta xem thử xem cái info nó có hiện ra không. Đấy. Nếu như cái thông tin này nó hiện ra như này đầy đủ như này này, tức là chúng ta đã backup thành công. Backup thành công. Backup thành công. Ok nhỉ. Đấy, backup thành công rồi, chúng ta thoát đi thôi. Và chúng ta xóa cái nick ở trên cái upload đi là xong. Đó, xong.